Có khi chỉ cần cãi nhau hơi gợn sóng các bạn không chuyển hóa được nha. Có khi cãi nhau mất mấy ngày, giận nhau mấy ngày, nhưng khi mình chuyển hóa được cái, mình lập tức trở lại bình thường. Ông tương tác bình thường và không có chuyện gì xảy ra cả. Vấn đề không phải là giờ giấc lúc đấy. Vấn đề là nguyên nhân điều gì dẫn đến việc lúc đấy anh cần phải em về. Đấy nó liên quan gì đến tận tụy đâu. Hiểu chưa nào? Vì sao ghen? Tại sao quan em đó? Tại sao ghen? Em bị dính phốt nào chưa? Bị nghi ngờ tin nhắn chưa? Chưa. Thế tại sao ghen? Tại vì đẹp quá. Hả? Em thích đi chơi. Ê, các bạn không? Chỉ dùng một vài kỹ thuật là hỏi á. Đấy là lý do vì sao mà khi mình về nhà mình chỉ hỏi chồng thôi. Tại sao? Là khi mình đặt câu hỏi ra thì chồng sẽ tự trả lời. Cô ấy nói là tại vì em hay đi chơi đúng không? Không, tức là hay là vì sao? Mình cái tâm lý là mình rất là thích đi chơi. Nhưng mà khi trong công việc thì mình đi làm thì mình phải về muộn. Mình đi tức là hết giờ thì mình rất là hay muốn về chứ mình không đi chơi. Nhưng mà trong suy nghĩ của anh ấy nghĩ là 5 giờ là phải đứng dậy và làm nào là về chứ không đi chơi. Anh nghĩ là 5 giờ mà em không đứng dậy là em đi chơi đâu, chỗ nọ chỗ kia. Nhưng mà nó liên quan đến trong quá khứ. Có thể bạn dính vài phút liên quan đi chơi. Có không? Có. Làm cho anh này mất an toàn. Sợ hãi. Hiểu chưa? Dính vài phát là bắt đầu là tội này là tội yêu vợ quá. Là một phần tội vì vợ vô tư quá. Đấy, các bạn hiểu không? Sau đó đi chơi mình có nói dối không? Không thông báo chả nói dối ngầm ngầm rồi xin phép vắng mặt đúng không, xin phép chồng nhưng mà vắng mặt tạo ra anh mất an toàn em yêu ạ. Chứ vấn đề không phải là 5 giờ, nhưng để xử lý phần này thì vẫn phải xử lý phần nổi trước là em cứ chuẩn chỉnh trong vòng 1 tuần hoặc 1 tháng em cứ về đúng giờ cho cô sớm hơn dự kiến, não của anh trở về trạng thái chủ quan, sau đó từ chủ quan đó mình lùa từ vào. Lỗi chơi. 5 giờ không về thì tức là muộn 2-3 hôm thì lại là bắt đầu trạng thái tiêu cực như ban đầu ạ. Là do găm đồng thức thì cô mới nói rằng em trước kia là gì? Em có về sớm, sau đó em lại về muộn. Thì trong quá trình về sớm thì anh vui đúng không ạ? Thì cái lúc này mình không biết găm vào não. Các bạn đúng không ạ? Không thôi miên được não, không làm cho cảm xúc lên cao để đẩy ngôn từ vào. Lúc này ấy, là vái thật lực vào, cho thật nhiều ngôn từ vào. Em hiểu không? Lão của anh lập trình trở lại thôi mà. Thế sau đó khi anh lập trình ổn định cái thì các em có thể làm một cách bình thường. Các bạn hiểu không? Vì cô cũng làm theo cách này. Chứ ban đầu mà cô bảo anh là cô dùng bằng ngôn từ. Này em ngồi xuống đi, cảm ơn em. Cô phải dùng ngôn từ cô nói rằng là em thích như thế này, anh không thích thế này, không cần thua. Mà ban đầu mình phải cho đi đúng cái thứ gọi người ta gọi là đồng cảm. Đồng cảm cho đi cái điều chồng mình nhận trước đã. Sau đó thì mình mới truyền động lực được. Em hiểu không? Hiểu điều cô nói chưa? Nhưng ban đầu thì em cứ làm thực hiện trong vòng 1 tuần, 1 tháng trở lại. Cho nó ổn định đi đã. Em hiểu không? Còn nếu như mà cứ 5 giờ về ngày nào cũng cãi nhau thì mình không thôi miên được. Mình đưa vào mình không... Bởi vì người ta nhảy xách lên đồ đúng không ạ? Mình không thể nói được nữa. Nhớ chưa? Rồi ok, còn lại câu hỏi nào khác không? Có ai có đặt câu hỏi khác không? Ok, mặc nhiên phần này các bạn hiểu nhá. Đã hiểu cách sử dụng nó chưa? Thứ nhất là cứ khác ấy thì nhớ này, dù khác hay trùng cứ cho đi bằng cách vô điều kiện trước đã, cho cái điều anh muốn nghe đã, khen thật nhiều vào. Chồng có ngôn ngữ khen thì khen đi, chồng có ngôn ngữ là tận tụy thì tận tụy lau dọn nhà cửa, đặc biệt lúc nào chàng về tự nhiên không cầm chổi, ra cầm chổi luôn. Các bạn hiểu không chưa? Là thấy chồng về cái chạy ra bắt đầu xách đồ luôn cho chàng. Ngày xưa là chồng, hai vợ chồng có cãi nhau với vụ này này, nó liên quan đến ô tô mà đồ đằng sau ấy. Vì là có tư tưởng thế này, khi mình bước ra khỏi ô tô ấy thì cái phản xạ đầu tiên là cứ thế đi vào thôi và nghĩ rằng chỉ còn 1-2 đồ thì chồng cầm đi. Hoặc là khi cầm đồ nhá, ví dụ có khoảng 5-6 đồ, ba lô lọ, ba lô kia đồ đạc cái này, nhưng cô chỉ cầm 2 cái xong cô đi thôi. Có nghĩa là em làm thế, mặc nhiên mình nghĩ rằng phần còn lại là chồng sách. Thì anh mới nói, anh bảo là phun ra những ngôn từ như là
sao em không xách được cái ông xách đi, anh còn đang bận, anh còn phải thế nọ, anh phải thế kia. Đấy. Hoặc là anh nói mình về cái vấn đề là không có phủi ô tô ấy. Mà khi ra cái thì chồng lúc nào cũng mở ra mà cầm chấm chổi, không phủi ô tô, xong bắt đầu nói: "Chà, bây giờ thì phủi cái ô tô bây giờ." Em cứ lẻm nhẻm thế, cứ nói số này thế. Tôi nghĩ là 10 buổi thì 10 buổi là bắt đầu lè nhà cô đấy. Thế sau khi mình bước ra thì rất là ức chế. Các bạn có hiểu không ạ? Ức chế là cãi nhau là vì tội là mình không khó à mình không không cãi nhưng mình vẫn cảm thấy khó chịu. Có những lần mình cãi là bắt đầu cãi nhau. Có cái việc gì đâu, có cái phủi này thôi, có gì đâu mà anh cứ phải lần lao, anh cứ phải nói đi nói lại. Thế là cãi nhau. Nhưng mà cô sẽ sử dụng cái này. Bây giờ thì cô sẽ dùng là cái ô tô có đồ, cô sẽ xách hết cái khả năng của mình có thể cầm được. Rồi cô xách nó ra. Đấy, xong rồi nhờ chàng đóng giúp em cái cánh ô tô ấy. Anh đóng giúp em ấy. Đóng xong rồi. Ừ, nó nặng quá, anh có đỡ em được cái nào không? Thế thôi. Đỡ à, không, anh đỡ được. Thế để em xách vào nhá. Thế thôi. Không nhờ được thì bố mới đem vào. Thế thôi. Các bạn hiểu nào? Không thể nào mà để đến cuối ngày mà cãi nhau vì một cái xách đồ được. Vì ngày xưa là đi chơi cả ngày vui vẻ, tự nhiên về xách cái đồ thôi mà lại phang nhau. Bây giờ rất là như nặng thôi. Nghe vẻ xách khệ lệ. Anh hiệu xách giúp em, xách giúp em. Thế đó. Mình hết sức nhẹ nhàng, các bạn hiểu không nào? Nghĩa là khi mình cầm đầy hai đồ đúng không? Anh xuống. Nhưng mà mình lừa cái tay nào mình nặng nhất đúng không? Anh xách cho em. Ở đây bên này đó, xuống xuống giúp em. Ồ, cảm ơn anh. Thế thôi, nhìn vào mắt chàng và nói em cảm ơn anh. Thế sau đó âu yếm một cách bình thường và đi. Anh yêu à. Thế là vừa đi vừa nói chuyện. Thế là mình nhẹ thân. Các bạn hiểu là còn nếu không nhờ được thì không sao cả. Đừng ấm mức. Hãy nhớ rằng mình đang luyện sức khỏe. Xách đồ vào. Thế rồi. Còn phủi ô tô ấy thì là cô chưa sửa được cái phủi ô tô cho đến bây giờ. Cô chưa sửa được. Nghĩa là bằng phủi ô tô nó bụi ấy, thì phải lấy cái chổi lông lau đi. Thì nhà cô là cô xử lý bằng cách này. Nhà cô có bác giúp việc ấy, thì bác cô sẽ nhờ bác ấy là: "Bác ơi, bác giúp cháu là đem đồ xuống ô tô, xong bác phủi ô tô cháu." Thế từ ngày bác phủi cả hết cả nhà. Nghĩa là mình dùng người thứ ba. Bởi vì là mình phụ nữ hay tành toàng lắm đồ lắm. Thế là soi gương rồi thay quần áo đủ là các loại. Thì chàng chân ngắn, chân dài mà lại không phải cầm đồ đi gì cả. Mình thì xách đống đồ đúng không? Thế là anh đi nhanh hơn. Thì anh chạy xuống, thế là kiểu gì anh cầu nhỏ. Bây giờ mình dùng người thứ ba. Vậy thôi, là hết cãi nhau chuyện ô tô nhá. Xách đồ, tự xách, không xách được thôi, dừng xách. Vậy thôi. Có nghĩa là mình phải có tâm thái của mình là tập trung vào mục tiêu. Các bạn hiểu không nào? Rồi có những lúc cãi nhau cũng vậy. Có những cãi nhau gọn sóng lên ấy, mà mình nghĩ rằng tự nhiên lẩm bẩm: "Tập trung mục tiêu, tập trung mục tiêu, tập trung mục tiêu." Nghĩa là tức mình mindset mình tập trung mục tiêu, tập trung mục tiêu. À, mà chuyển hóa nhanh. Nghĩa là khi một câu nói của anh ấy thì mình chuyển sang một cái từ khác, một cái ý nghĩa khác. Đấy gọi là chuyển hóa. Các bạn hiểu không nào? Ví dụ anh mà em nói như con dở hơi ấy. Nếu mà ngày xưa mình nghĩ câu này hỏng á, thế là cô thế là có ý gì? Thế nhưng bây giờ mình chuyển hóa thành là tập trung mục tiêu. Anh bảo là mày là con dở hơi đúng không? Là hãy trở thành con dở hơi đẹp nhất thế giới này thì mày. Đó là chuyển hóa. Tôi biết là anh rất là yêu mày đó. Thật ra là anh nói là chỉ có mang cái tính là gọi là không có gì để nói thôi mà. Cứ tự mình mindset, mình phải giao tiếp với mình. Các bạn có biết là chúng ta cũng tự giao tiếp đúng không? Khi chúng ta đưa điều tiêu cực vào cũng là tự giao tiếp còn gì nữa. Nhưng bây giờ các bạn chọn tự giao tiếp nhưng giao tiếp tích cực. Và chuyển hóa nó ngay lập tức 180 độ cho cô. Bẻ gãy cái bối cảnh ngay lập tức. Các bạn hiểu không nào? Bẻ gãy bối cảnh ngay. Khi chồng mà nói câu đấy thì mình bẻ gãy ngay. Mình sẽ chuyển sang là: "Mày tuyệt vời lắm, mày lúc trước mày rất là giỏi ấy. Tóm lại mày bám vào mục tiêu, ngày mai đi chơi rồi. Thôi tóm lại mày cầm mẹ mồm mày đi." Tự lên tự của mình vẻ ba xét mình. Sau đó xong cái chuyển sang: "Anh ơi." Thế là chồng lại tương tác một cách bình thường. Có khi chỉ cần cãi nhau hơi gọn sóng các bạn không chuyển hóa được nhá. Có khi cãi nhau mất mấy ngày, giận nhau mấy ngày. Nhưng khi mình chuyển hóa được cái, mình lập tức trở lại bình thường. Ông tương tác bình thường và không có chuyện gì xảy ra cả. Có cảm giác đấy không? Như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mình làm toáng lên cái tự nhiên. Một cái lý do rất là vớ vẩn. Ví dụ như là có một lần chồng cô ấy là có một cái áo khoác nhá. Nó có bốn cái cúc. Thì nó đứt mất hai cái cúc rồi. Thế nhưng mà cô lại nhìn thấy hai cái cúc ở hai cái ống tay người ta. Có cái ống tay đấy người ta gắn vào cho nó trang trí đúng không? Thì cô mới nói chồng là: "Ô anh yêu à, bây giờ nhá,
Cái đơn giản mà sao không lấy hại? Vì anh đi tìm cúc khắp nơi, muốn đi tìm cúc khắp nơi để gắn vào nhưng mà nó không đúng cái cúc đấy. Thế thì cô mới nói rằng anh yêu, sao anh không lấy hai cái cúc từ hai ống tay lại anh gắn lên và sao anh khâu vào đây rồi người ta có để gì ống tay đâu, thì anh sẽ có một cái áo khoác mà nó đủ cúc. Có được không? Bố được, thôi để đấy em làm cho. Ui giời, đơn giản chuyện này, đơn giản luôn, em làm được. Em thấy xong nó quên bố là mất. Tuần trời chồng sờ đến chưa thấy gì cả. Chồng mới nói rằng là đấy, thấy chưa? Anh nói cho em biết là cái vì em không làm được em đừng có nhận. Em nhận một cách đây một tuần rồi mà vài cái cúc mà có cái loại vợ mà không làm được, nói em không làm được. Lại là cái tưởng thế nào, bắt đầu mới sáng ra đã xì khói ra rồi. Các bạn thấy điên không? Sáng ra xì khói bởi vì anh sờ đến áo đúng không? Thì anh bắt đầu mà xì khói hỏng rồi. Giờ nghĩ đến chuyện mà mới sáng ra mà đã đổ bom vào đầu này rồi. Nhưng mà không sao cả, mà mày phải nhận lỗi mày đi. Tóm lại mày quên thì mày phải nghĩ chuyện mày nhận quên đấy. Mình tự mai xét mình, tự nói chuyện tóm lại là mày thấy là không đúng. Tóm lại mày xử lý nhanh cho đi. Đó là anh ơi, em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Đúng, em quên quá, mà làm sao em tỉnh toảng thế chứ lại. Làm sao mà dạo này làm sao á. Em yêu anh quá rồi. Chết thôi, thế em căn bệnh là nặng quá rồi. Bác Dung ơi! Thế là bắt gọi cái người hỗ trợ. Bác ơi, bác giúp cháu với, bác khâu ở trong cung. Không ngay, và trong bây giờ tóm lại dừng hết tất cả các việc luôn. Bây giờ bác khâu ở cháu với, không cần phải làm việc gì nữa, để mọi việc để cháu làm. Sau đó mình có làm cho đâu. Thế sau đó thì bảo bác ra bác cái khâu cho. Thế là xong. Mình chuyển hóa tính bối cảnh, sau đó thì đạt được mục đích anh rồi thì mình chuyển sang một chủ đề khác và mình nói chuyện chủ đề khác, tức là xử lý trong cuộc sống. Có bạn nói rằng cô ơi, cái cuộc sống của cô nó không cãi nhau á, như vậy thì cô chán không? Nó có rất là nhàm chán đúng không? À, thế bây giờ mày có muốn biết lộ trình mày đến nhà tao ở tuần đấy. À, có những lộ trình mà sốc óc lên não hoàn toàn bình thường. Các bạn có hiểu không ạ? Cô, kể cả bối cảnh của cô hiện tại giờ sốc óc lên một cách bình thường, nhưng vấn đề não của cô có nhận hay không, cô có xử lý hay không, và cô có tiếp nhận cái thông tin đó hay không, và cô có chuyển hóa bối cảnh đó hay không, hay chuyển hóa ngôn từ hay không, hay có ứng xử hay không. Nếu như cô ngu nè, cô nói thật này, cô mà nói một câu ngu và đúng thời điểm mà anh phọt ra cái câu mà anh không có chủ đích là vợ chồng cãi nhau một cách trắng tay luôn các bạn ạ, hoàn toàn xảy ra. Các bạn có thấy này, nó rình rập khắp nơi không? Cái việc mà cãi nhau mâu thuẫn nó rình rập khắp nơi. Và từ sáng cho đến đêm. Từ sáng hôm nay cho đến sáng hôm sau, nó bao nhiêu chuyện xảy ra trong một ngày. Mà cứ ngồi gần nhau là kiểu diện va chạm. Có không ạ? Thế nhưng bây giờ mình phải nói cái gì? Thế là cô chỉ tập trung nói cái điều mà anh muốn nghe. Khi nói sai cái lập tức là chuyển sang xin lỗi ngại. Ở câu đấy sao em dở hơi thế nhỉ? Hoặc là bắt đầu dùng những người thứ ba. Đấy là người khác hay là cái kia. Nghĩa là mình chuyển bối cảnh ngay lập tức. Và tự nhiên tình huống nó trở lại bình thường. Vậy thôi. Chồng cô, cái chuyện mà anh nói rằng là đấy, cứ tưởng là thế nào, cứ nhận làm mà cuối cùng không làm, à, tưởng thế loại, tưởng thế kia rồi nó khác. Anh phun ra những bối cảnh mà đưa vào não của mình. Các bạn nhớ này, não chúng ta hoàn toàn nó có cảm xúc với những ngôn từ tiêu cực. Có không? Nhưng mà bây giờ thì cô hoàn toàn cô xử lý tất cả tình huống đó để nó không vào cái trạng thái nặng nề nữa. Thì phụ nữ hơn nhau mỗi từ đó thôi. Cho nên là bản thân mình phải xử lý mình trước. Nên cô muốn các bạn viết hết xuống đi. Viết hết những cái từ nào mà ví dụ điều mình không làm được với chồng. Rồi những từ tiêu cực mình hay cho vào trong não. Tại sao lại không làm được? Tại sao lại không thể lại nói được những cái từ đấy? Tại sao? Nó có cái gì dẫn đến cho mình sợ hãi về điều đó à? Nó xến đúng không? Cảm giác nó xến lắm đúng không? Nhưng mà xến nhiều thành hết xến. Xến nhiều thành quen. Và đến khi người ta đến mức độ như của cô bây giờ mà chỉ cần nghe thấy người khác giao tiếp ấy, mà thô, cô cũng không tiếp nhận được. Và cô thấy là khi tiếp nhận với chồng như thế, cô chỉ nghe đúng một đoạn câu chuyện các bạn giao tiếp với chồng thôi là cô biết được mối quan hệ của bạn như thế nào. Chỉ cần một ánh mắt thôi. Nhưng ví dụ hai vợ chồng đang ăn với cơm với nhau mà mình ngồi đối diện với một cặp vợ chồng, thì vợ chỉ cần đưa cho một cái miếng ăn thôi, đút cho chồng, anh ăn đi. Đấy, các bạn hiểu không nào? Chỉ cần nhìn đúng một động tác thôi là biết ngay. Hoặc là động tác là anh ơi, em làm gì? Là, em ơi, có nghĩa là hít vợ nhá. Chỉ động tác hít vợ và giao tiếp là cô biết ngay là mối quan hệ là có vấn đề.
lớn mức độ như vậy đấy. Bởi vì các bạn sau này các bạn lên tới level ít nhất là như của cô thôi, là các bạn nhìn thấy tất cả cặp vợ chồng nhé, chỉ cần họ nhìn nhau như thế nào, họ cầm tay nhau như thế nào, họ nói chuyện như thế nào, cô có thể biết được họ đóng giả hay họ nói thật, hoàn toàn có thể biết được. Bởi vì một người mà phụ nữ hạnh phúc ấy, ánh mắt của họ nó hiện lên nó rất là rực rỡ, các bạn có hiểu không nào? Ánh mắt nó rực rỡ. Ngay bây giờ là cô đạt được mức độ mà có thể diễn được hoàn toàn là bình thường. Nhưng ngày xưa là cô phải luyện tập. Nhưng bây giờ nó diễn rồi, diễn thành phản xạ. Phản xạ thì chồng mình nó không còn nhìn được ánh mắt ngày xưa nữa, đúng không ạ? Ngày xưa hai vợ chồng ăn cơm nhau, chồng nó nói những câu mà phù lên đấy. Các bạn ăn cơm cô sẽ nhìn như thế này. Lỡ đúng đó mắt lên bà lợi. Chồng cô đang ăn cơm thì có phản xạ là vợ nhìn mình thì nó sẽ phát ra năng lượng, đúng không ạ? Tức là anh nhìn sao? Anh nhìn mày có bỏ ánh mắt không ta? Trời lấy đũa, kiểu đang ăn cơm mà mẹ ta lấy đũa ta, mẹ tập thủng hai mắt mày luôn. Mà lúc đấy hạ cũng chết các bạn ạ. Tự nhiên nó dâng lên đi và nghĩ trong đầu đấy, đấy tao cứ nhìn đấy, mày chọc thủng mắt tao đi. Bây giờ xử lý thế nào nó khủng khiếp như vậy. Ngày xưa là cái nhìn ánh mắt nhau, anh cứ xì, mới sáng ra mà đã xì những cái câu đấy. Hoặc là vào bữa cơm ngày xưa là cái kiểu này, dỗi không thèm ăn. Tóm lại nha, cứ thằng này dỗi thằng kia không ăn, có không? Hai vợ chồng cứ thằng nào dỗi thằng là bỏ không ăn, đúng không? Và rất là ức chế, đúng không? Rất là điền. Bây giờ anh ơi, em sắp tổn thương, tổn thương là em không ăn cho đâu mà. Thế chồng cô bảo lấy chứ, dáng thường ăn thì tôi vui lắm đấy. Thế rằng tức làm chỉ có người ăn đấy, ăn một mình ăn được không? Thế mà ăn được đã thế em ăn cùng. Nó chả liên quan, đúng không? Chả liên quan luôn. Nhưng mà mình phải học cách diễn tả ra các bạn ạ. Diễn tả ra và nói ví dụ như là mình muốn chồng mình mua cho cái gì mà mình ức chế hoặc mình khó chịu, mình rất muốn mua, thì mình nói với chồng và nói thẳng luôn là: anh à, em biết là em bực bội, em làm như thế là không đúng, nhưng mà trên thực tế em dỗi như thế không phải là vì em thấy anh làm sao đâu, mà dỗi thế là bởi vì em muốn anh tặng quà cho em ấy mà. Thế sau đó thì chồng với im lặng không nói một điều gì cả, vẫn im lặng. Và anh biết không, em thích cái món quà đấy quá, thích đến quá, đến mức độ mà người em cứ như làm sao á, nhưng mà anh tặng cho em thì em thích lắm. Thế thôi. Có nghĩa là mình rất ức chế, rất khó chịu, nhưng các bạn học cách tỏa nó ra. Các bạn hiểu không ạ? Cứ nói, cứ diễn tả một cách mây mưa như vậy thôi. Và anh nghe được, anh thực hiện hay không thực hiện thì trong đầu mình phải nghĩ đến ngày đó mình phải tặng cho mình. Các bạn hiểu không nào? Một người phụ nữ hoàn toàn các bạn có đủ tiền để mua quà cho mình, đúng không ạ? Nhưng mà em là cái loài động vật không thể hiểu được anh ạ. Em cũng chỉ nằm trong số những loài động vật khó hiểu ở phụ nữ mà thôi. Rõ ràng tiền em có, em đủ khả năng để mua cho mình. Nhưng chả hiểu sao mà cứ thích anh phải tặng quà cho em. Anh ơi, anh tặng quà cho em nhé. Mà anh sẽ tặng quà cho em được không? Thế thôi. Nhưng không được, tuyệt đối không được nói câu là: được rồi, nếu không tặng thì thôi em khắc tự tặng cho mình. Không được nói thêm cái đoạn đó. Các bạn hiểu không nào? Em chỉ nói là: anh có biết không, em là loài động vật khó hiểu, em là nằm trong số những người phụ nữ khó hiểu. Em hoàn toàn có thể tự mua cho mình, nhưng chả hiểu sao lại cứ phải thích quà của anh tự tặng cho em. Có nghĩa là mình xến một tí, đúng không? Nó làm như vậy, còn chàng có tặng hay không thì nhớ đến ngày đó vẫn tặng cho mình. Nhớ chưa nào?